Sau 20 năm chờ đợi, hơn 700 công dân Lào di cư tự do và kết hôn không giả thú hiện đang cư trú trên địa bàn tại hai huyện Hướng Hóa và Đắk Cà Tông đã được nhập quốc tịch Việt Nam cách đây 2 năm. Từ ngày trở thành công dân Việt Nam, những người dân tộc Vân Kiều nơi đây đã được Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm nên đời sống không ngừng đổi thay. Phóng sự sau được ghi tại bản Ai Chơi Đỡ, xã Ai Chơi, huyện Hướng Hóa. Bản Ai Chơi Đỡ, xã A Rơi, huyện Hướng Hóa có 40 hộ với 243 nhân khẩu. Sau khi được nhập tịch, người dân được cấp đất, có thẻ bảo hiểm y tế và được thụ hưởng nhiều chế độ, chính sách dành cho đồng bào dân tộc thiểu số của Đảng và Nhà nước Việt Nam. Nhờ vậy, cuộc sống của người dân ngày càng được đảm bảo. Bà con ở đây đã được chính quyền địa phương cấp đất canh tác, đồng thời hỗ trợ khoa học kỹ thuật để chuyển đổi cây trồng vật nuôi nhằm mang lại hiệu quả kinh tế cao. Hiện toàn thôn A Dây Đớ có 60 ha trồng sắn cao sản KM94. Đặc biệt, có gia đình đầu tư trồng được từ 3 đến 5 ha sắn cho thu nhập hàng năm trên 100 triệu đồng. Từ nhập tịch đến đây, dân bản ở đây là rất phấn khởi. Thứ nhất là có đường, trường trạm. Còn thứ hai là có giấy khai sinh để con em đi học. Thứ tư là có giấy bảo hiểm để nhập viện. Trước đây thì rất khó khăn, rất phức tạp hết cả làng luôn. Sau này thì rất là phấn khởi, đang nhận được rất quan tâm. Con em trong bản giờ đây được quan tâm hỗ trợ các chính sách, được đến trường như bao trẻ em dân tộc thiểu số khác trên tuyến biên giới Quảng Trị. Nếu như trước đây các em trong bản chỉ được học hết lớp 9 do không có giấy khai sinh, không có học bạ, thì nay việc có giấy khai sinh và sổ hộ khẩu giúp các em dễ dàng đi học hết bậc trung học phổ thông. Bên cạnh đó, cơ sở hạ tầng, các công trình dân sinh cũng đã được quan tâm, đầu tư. Giờ đây, người dân ở A Dây Đớ được đi trên con đường bê tông thoáng rộng về đến tận cuối bản. Từ ngày có con đường, sản phẩm làm ra cũng đã trở thành hàng hóa. Những ngôi nhà sàn khang trang, vững chãi của người dân sinh sống ven con đường đã tô điểm thêm bức tranh tươi sáng của bản làng. Đời sống của bà con rất trước đây rất khó khăn, hiện nay thì cũng được thay đổi nhiều, đó là bà con chịu khó làm ăn phát triển kinh tế xã hội. So với các địa bàn khác thì riêng thôn này là một trong những hộ người dân rất tích cực làm ăn để đưa đời sống ngày càng đi lên. Tình cảm đối với Đảng cũng như Nhà nước của bà con nhân dân được nhập tịch thì rất là tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước của chúng ta. Phong trào an ninh trật tự nói chung và cái tự quản đường biên cột mốc tại thôn A Dây Đớ cũng như là cái bản là mới nhập tịch thì là rất là tốt, và trong thời gian tiếp theo thì chúng tôi tiếp tục tuyên truyền cho bà con để là phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo cũng như là góp sức trong cái bảo vệ biên giới quốc gia. Với sự chung tay góp sức của cả hệ thống chính trị và sự nỗ lực vượt khó của đồng bào Vân Kiều, bản làng A Dây Đớ không ngừng được đổi thay. Niềm tin của nhân dân đối với Đảng, với bộ đội biên phòng ngày càng được củng cố. Thôn A Dây Đớ đã và đang đổi thay, xứng đáng là điểm sáng nơi vùng cao biên giới Quảng Trị.